Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc bất ngờ tố ngược Việt Nam xâm chiếm các đảo của Bắc Kinh. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất nhiều trên truyền thông trong nước và quốc tế. Đó là việc Trung Quốc liên tục đưa các tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng những đội tàu hộ tống hung dữ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngay sau những đội tàu này rút ra thì lập tức có những đội tàu khác lại tiếp tục đi vào. Và đây là những kế hoạch của Trung Quốc đã được chuẩn bị rất kỹ từ trước đến nay. Và nghiêm trọng hơn nữa, đó là việc ngày hôm nay một động thái đe dọa mới nhất từ Bắc Kinh, đó là việc Trung Quốc tố ngược chính Việt Nam mới là kẻ xâm lấn trên biển Đông. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra như sau. Đây là hình ảnh của tàu hải cảnh Trung Quốc, hộ tống tàu khảo sát hải dương Thạch Du 981 cách bờ biển Việt Nam 130 dặm ngày 13 tháng 6 năm 2019 do hãng thông tin quốc tế đã chụp được và chính quyền Bắc Kinh ngày 8 tháng 11 năm 2019 tố cáo là Việt Nam xâm chiếm biển của Trung Quốc và kêu gọi nước này không nên làm phức tạp vấn đề Biển Đông. Lời tố cáo ngược này được đưa ra ngay sau khi một quan chức ngoại giao cao cấp của Việt Nam hàm ý cho rằng Hà Nội không loại trừ khả năng sẽ kiện Trung Quốc về vấn đề biển trên tòa trọng tài quốc tế. Và điều đó các bạn thấy rất rõ rằng như vậy Trung Quốc đã phản ứng rất nhanh về những cái thông tin mà Việt Nam đã đưa ra và thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam vừa được đưa ra sau tuyên bố này là khi quan chức cấp cao của Việt Nam cho rằng là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế với những căn cứ pháp lý của mình và điều đó Trung Quốc tiếp tục theo dõi những thông tin từ Việt Nam như sau. Trước đó, phát biểu tại một hội nghị khoa học bàn về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS ở Hà Nội hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam chủ trương đàm phán để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Nhưng cũng có những phương án khác, trong đó có cả biện pháp trọng tài và kiện tụng, ông đã nói. Và đây là hình ảnh trong hội nghị đó, và các bạn cũng có thể xem ở trên một số trang truyền thông quốc tế cũng như trong nước đã đăng tải về việc này. Thì đây là cái điều rất mới của Việt Nam, vì từ trước đến nay Việt Nam thường im lặng không dám nói gì về việc điều này nhưng dường như trước sức ép của công chúng của người dân và cũng như là dưới cái nhìn của quốc tế thì Việt Nam cần phải thể hiện thái độ rõ ràng hơn với Trung Quốc và giờ thì Trung Quốc cũng đã không thèm giấu giếm mưu đồ bá quyền và thôn tính lãnh thổ của Việt Nam khi ra tuyên bố ngay ngày hôm nay và tuyên bố như sau đây là hình ảnh của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng khi được hỏi về ý kiến nói trên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay mùng 8 tháng 11 khẳng định rằng cốt lõi của vấn đề Biển Đông là việc Việt Nam và các nước có yêu sách khác đã xâm chiếm và chiếm đóng các hòn đảo của Trung Quốc. Theo ông Cảnh Sảng, Việt Nam cần phải đối mặt với một thực tế lịch sử và tuân thủ sự đồng thuận cấp cao mà hai nước đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng đối thoại và tham vấn, đồng thời tránh những hành động có thể làm phức tạp vấn đề xáo trộn đại cục, hòa bình ổn định biển đông và quan hệ song phương giữa hai nước ông đã nói như vậy và như vậy với cái nhấn mạnh là việt nam đang xâm chiếm và chiếm đóng các hòn đảo của trung quốc thì rõ ràng người phát ngôn của bộ ngoại giao trung quốc đã có cái thông tin mà chính phủ trung quốc muốn truyền tải đến chính phủ việt nam cũng như người dân việt nam thì như vậy là quá rõ ràng về việc trung quốc sẽ tiếp tục có những động thái xâm lấn ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam và ngoài ra Trung Quốc của Việt Nam đã đối đầu rất dữ dội ở trên biển Đông và khu vực bãi tư chính trong thời gian từ tháng 7 đến nay. Và những hình ảnh mà chúng tôi cũng đã đăng tải trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến. Đó là những đội tàu lớn của Trung Quốc đi hộ tống cho tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 3 tháng hoạt động rất đều đặn và nhịp nhàng và phía Việt Nam chỉ có thể cử một số tàu ra để quan sát và điều đó chúng ta vẫn có thấy trên những hải trình của tàu Hải Dương 8 vừa qua không hề có sự ảnh hưởng nhiều. Và ngoài ra, đây là vấn đề biển Đông đã gây căng thẳng trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 2019, khi Trung Quốc cho tàu khảo sát và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đồng thời đưa tàu hải cảnh quấy phá các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Bất chấp các phản đối liên tiếp của Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục cho tàu của họ ngang nhiên đi lại trong vùng biển Việt Nam và tàu khảo sát Trung Quốc chỉ rời vùng biển Việt Nam vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, lúc đó là tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống sau hơn 3 tháng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh của tàu Trung Quốc thường tiến hành hù dọa các nước và làm cho họ lo sợ và nếu có thể thì sẽ phải từ bỏ cái vùng chủ quyền ở trên biển Đông. Và ngay tại thời điểm này, tàu thăm dò mới nhất của Trung Quốc vẫn đang đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có những đoạn chỉ cách bờ biển có 65 km mà thôi. Và chúng tôi xin phép chia sẻ cái hải trình của chiếc tàu này để các bạn cùng biết. Đây là nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã đưa ra tin nóng quan trọng từ biển Đông như sau. Tàu Hải Dương Thạch Du 620 của Trung Quốc vừa đi qua đường phân định trên biển tại vịnh Bắc Bộ và đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hiện chỉ cách bờ biển Việt Nam có 31,5 hải lý, tức là 65 km mà thôi. Nếu chúng ta theo dõi cái hải trình mà ông đã chia sẻ này thì rõ ràng là rất gần và rất nghiêm trọng và tàu hải dương Thạch Du 620 khởi hành từ cảng Maku trong vịnh Chiang Mai thuộc Hải Nam vào lúc 17 giờ 48 phút ngày 25 tháng 10 năm 2019. Như vậy là sau khi Trung Quốc rút về tàu hải dương 8 thì họ lại cho ngay tàu này đi ra và hải dương Thạch Du 620 khởi hành đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đây là một cái điều mà Trung Quốc dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Con tàu này đi vòng qua phần phía bắc của đảo này và sau đó đi xuống khu vực giàn khoan Haiyang Yu 944 của Trung Quốc đang hạ đặt. Giàn khoan này nằm sát ngay mép phải của đường phân định trên biển tại vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Trong thời gian di chuyển, tàu Hải Dương Thạch Du 620 luôn thay đổi AIS liên quan đến thông số kỹ thuật và dự kiến thời gian sẽ đến. Đây là cái hải trình mà tàu dự kiến sẽ đến và họ luôn luôn thay đổi. Sau đó, Hải Dương Thạch Du 620 tiếp tục đi qua đường phân định trên biển tại Vịnh Bắc Bộ và tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đường đi của tàu rất sát bờ biển Việt Nam hiện nay, tức là ngày 2 tháng 11 ghi nhận sớm nhất là lúc đó tàu Hải Dương Thạch Du 620 đã ở ngang với vị tuyến 18 và chỉ cách bờ biển Việt Nam có 35,1 hải lý, có nghĩa là 65 km mà thôi. Và đây là hành trình mà chiếc tàu này đã đi trong thời gian qua và hiện nay nó vẫn đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và báo chí của Việt Nam cũng không đăng tải những hình ảnh như vậy để phục vụ người dân Việt Nam thì đấy là cái điều rất thiệt thòi cho 90 triệu người trong nước khi không biết được cái thông tin thực tế của chính quyền cần phải đưa ra cho người dân và Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố xua đuổi tàu Việt Nam ra khỏi khu vực bãi tư chính cũng như yêu cầu Việt Nam phải rút giàn khoan về vì họ đã cho rằng đó là vùng chủ quyền của Trung Quốc và đây là thông báo của Trung Quốc Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn, gọi là đường lưỡi bò của họ, chiếm tới 90% diện tích trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng vừa thời gian vừa qua cũng đã khẳng định chính thức cấp quốc gia và trước truyền thông quốc tế như sau. Kể từ tháng 5 năm 2019, phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện việc khoan tìm khí đốt ở bãi tư chính của Trung Quốc. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc. Việc Việt Nam khai thác dầu khí ở bãi tư chính cũng vi phạm thỏa thuận song phương về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều 5 của tuyên bố chung của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, và các điều khoản liên quan trong UNCLOS, tức là Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sàng nói tiếp, phía Việt Nam phải ngừng ngay tập tức các hoạt động xâm phạm đơn phương và khôi phục sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Và tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, chính đáng và không có gì phải giải thích. Đây là điều mà chúng ta chưa được ở phía Việt Nam, đặc biệt là các truyền thông trong nước không đăng tải những điều này và không đăng tải một cách đầy đủ. thì Đây là chính là hiện nay Trung Quốc đã đưa ra quốc tế vấn đề rồi và Việt Nam dường như đang bất lực trước người đồng chí ở phương Bắc. Và Trung Quốc cũng đã đưa ra sách trắng về quốc phòng, trong đó nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền đường chuyến đoạn của họ mà Việt Nam thường gọi là đường lưỡi bò. Nó bao gồm cả những vùng thuộc ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là cái đường lưỡi bò cũng như sách trắng của quốc phòng của Trung Quốc đã quy định ở trong đó. Điểm 5 trong sách trắng quốc phòng của Trung Quốc ở trên Biển Đông, Trung Quốc đã khẳng định chính sách như là sự đã rồi. Sách trắng 2019 cho rằng tình hình Biển Đông nhìn chung được cho là ổn định và đang dần cải thiện bởi vì các nước trong khu vực xử lý các rủi ro bất đồng một cách đúng đắn. Chủ đề này được nhắc đến 11 lần trong phiên bản năm nay so với chỉ có một lần duy nhất trong sách trắng quốc phòng năm 2015. Đặc biệt chuyên gia Bonzas nhận thấy Bắc Kinh tìm cách áp đặt chính sách của mình trong khu vực bằng một chính sách như sự đã rồi. Sách trắng năm 2019 khẳng định các đảo trên biển Đông là những phần lãnh thổ của Trung Quốc, không thể chuyển nhượng. Đồng thời nêu rõ Trung Quốc thực thi chủ quyền lãnh thổ để xây dựng các cơ sở hạ tầng và triển khai các khả năng phòng thủ cần thiết tại những đảo và bãi đá ngầm ở biển Đông. Nhưng trước đó vào năm 2015 chính chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã cam kết không quân sự hóa quốc đảo đá này nhưng cuối cùng thì Trung Quốc đã làm hoàn toàn ngược lại và Việt Nam uh, dường như có vẻ khá bất ngờ trước những thái độ đó của Trung Quốc và chưa có biện pháp uh, một cách triệt đề có thể bảo vệ được chủ quyền của mình ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và trước đó phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã lên án một cái nước ngoài làm phức tạp tình hình biển đông nhưng lại không dám nêu đích danh Trung Quốc và điều đó chúng ta đã chứng kiến việc ông phát biểu tại trước đại hội đồng Liên hợp quốc Việt Nam nêu diễn biến phức tạp ở biển đông trước Liên hợp quốc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 28 tháng 9 lên tiếng về diễn biến phức tạp ở biển đông cũng như các vi phạm của vùng biển của Việt Nam nhưng không nêu tên cụ thể Trung Quốc Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, viết tắt là UNCLOS 1982, hiến trương của biển và đại dương, ông Minh đã nói như vậy trước Liên Hợp Quốc. Và các nước dân chủ và tự do trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và các đã đưa ra các chỉ trích mạnh mẽ về hành động Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trên Biển Đông. Bước tiếp quan trọng nhất mà tới đây mà chúng ta có thể chứng kiến đó là việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ sẽ tới Việt Nam để thảo luận sâu rộng hơn về vấn đề hoạt hợp tác quân sự với Việt Nam. Và đây là thông tin mới nhất do truyền thông quốc tế đã đăng tải. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á từ ngày 13 tháng 11 năm 2019. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Mark Esper. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sẽ bắt đầu chuyến thăm công du Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam từ ngày 13 tháng 11. Lầu Lâm Góc cho biết trong một thông báo vào ngày mùng 7 tháng 11. Tại Việt Nam, Bộ trưởng SP dự kiến sẽ gặp người đồng cấp và các lãnh đạo cấp cao khác thảo luận về môi trường an ninh khu vực và cách thức tăng cường quan hệ quốc phòng, thông báo cho biết như vậy. Trước đó, hôm mùng 9 tháng 10, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Reda Trifer cho hay trong chuyến thăm sắp tới đến của ông tới Việt Nam, hai nước sẽ đưa ra nhiều hoạt động chương trình cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Thông báo được cho hay. Và Trung Quốc đã có thái độ hung hăng coi thường luật pháp quốc tế để ngang nhiên xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bốn tốt và 16 chữ vàng mà họ thường đem ra khoe khoang mỗi khi gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không còn tác dụng. Hơn lúc nào hết, Đảng và chính phủ Việt Nam cần tỉnh táo nhìn nhận đâu là kẻ thù, đâu là bạn hữu trong những lúc cam go này khi mà chủ quyền quốc gia bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng. Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hãy hành động, đem lại dân chủ và tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Có như vậy sẽ bảo vệ được chủ quyền đất nước và có thể hợp tác với các nước dân chủ và tự do trên thế giới. Đó cũng chính là thứ vũ khí mà Bắc Kinh đang lo sợ nhất mà chính Việt Nam đang có trong tay. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo, dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.